Ông Park Hang-seo sẽ bị cấm chỉ đạo ở trận đấu Việt Nam gặp UAE. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam sẽ không được làm nhiệm vụ ở trận đấu kế tiếp tại vòng loại World Cup năm 2022 vì đã nhận đủ thẻ phạt. Vào rạng sáng ngày 12 tháng 6 vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Malaysia với tỷ số 2-1 tại bảng G của vòng loại thứ hai World Cup năm 2022 khu vực châu Á. Với kết quả này đã giúp cho thầy trò ông Park Hang-seo mở rộng cánh cửa đi tiếp tại bảng G, đồng thời cũng khiến đối phương chính thức bị loại. Tuy nhiên, thì chiến thắng mà chúng ta có được trước Malaysia đã trở nên không trọn vẹn khi đội tuyển Việt Nam sẽ không có được sự chỉ đạo từ ông Park Hang-seo ở lượt trận cuối gặp UAE. Cụ thể là sau tình huống phản ứng với một cầu thủ Malaysia ở phút thứ 88, thì trọng tài đã rút thẻ vàng với vị chiến lược gia người Hàn Quốc. Tấm thẻ vàng phải nhận được ở trận đấu gặp Malaysia vào tối ngày 11 tháng 6 vừa qua là tấm thẻ vàng thứ hai mà ông Park Hang-seo bị phạt ở vòng loại thứ hai của World Cup năm 2022. Chiến lược gia người Hàn Quốc đã nhận thẻ vàng trước đó trong trận đấu khi tuyển Việt Nam làm khách trước Thái Lan ở lượt đi vào ngày 5 tháng 9 năm 2019. Ở trận đấu đó thì ông Park Hang-seo đã có tình huống tranh cãi với ban huấn luyện của đội tuyển Thái Lan sau pha bóng trung vệ Bùi Tiến Dũng va chạm với Chanathip Songkrasin. Phản ứng quyết liệt của ông Park Hang-seo đã khiến cho trọng tài Aon Abbas phải rút thẻ vàng cảnh cáo ông. Còn ở trận đấu trên sân Almaty diễn ra vào tối ngày 11 tháng 6 vừa qua giữa đội tuyển Malaysia và đội tuyển Việt Nam thì ông Park Hang-seo đã tiếp tục có những phản ứng mạnh mẽ khi Nguyễn Phong Hồng Duy bị một cầu thủ nhập tịch bên phía Malaysia phạm lỗi cực thô. Theo quy định của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC thì án phạt làm nhiệm vụ khi nhận đủ thẻ phạt áp dụng cho cả cầu thủ lẫn quan chức của đội bóng. Vì thế mà ông Park Hang-seo sẽ không thể có mặt ở khu vực chỉ đạo ngoài đường biên hay vào tham dự họp báo sau trận đấu cũng như vào phòng thay đồ của đội bóng. Trước ông Park Hang-seo của đội tuyển Việt Nam là chiến lược gia đồng hương với ông Park Hang-seo là huấn luyện viên Shin Tae-yong của đội tuyển Indonesia cũng đã bị cấm chỉ đạo ở lượt trận vào ngày 11 tháng 6 vừa qua khi đã nhận đủ 2 thẻ phạt. Tấm thẻ vàng thứ hai của huấn luyện viên Shin Tae-yong đến từ trận thua 0-4 trước đội tuyển Việt Nam của Indonesia vào hôm 7 tháng 6. Với việc không có sự chỉ đạo trực tiếp của ông Park Hang-seo sẽ là khó khăn lớn đối với đội tuyển Việt Nam ở trận đấu gặp UAE sẽ diễn ra vào lúc 23:45 ngày 15 tháng 6 tới đây. Và ai sẽ là người chỉ đạo đội tuyển Việt Nam ở trận đấu gặp UAE khi ông Park Hang-seo vắng mặt? Ông Park Hang-seo vắng mặt và cái tên nhiều khả năng sẽ thay thế vị thuyền trưởng này dẫn dắt đội tuyển Việt Nam ở trận đấu tới gặp UAE sẽ là trợ lý Lee Jung-jin. Ông Lee Jung-jin được xem là cánh tay phải của ông Park Hang-seo khi liên tục góp ý giúp huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam có được những quyết định thật sự chính xác. Dù không thể trực tiếp chỉ đạo các học trò, song ông Park Hang-seo vẫn sẽ là người hoạch định nên chiến thuật cũng như đội hình thi đấu ở màn so tài sắp tới gặp đội tuyển UAE. Vì vậy mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng không cần phải quá lo lắng. Hiện tại thì đoàn quân áo đỏ đang dẫn đầu bảng G ở vòng loại World Cup năm 2022 khu vực châu Á với 17 điểm, xếp sau là UAE với 2 điểm ít hơn. Nếu không để thua UAE thì những chiến binh sao vàng chắc chắn sẽ giành lấy tấm vé đi tiếp với ngôi Nhật Bản. Và ngay cả khi chúng ta gặp thất bại thì đoàn quân áo đỏ cũng rộng cửa đi tiếp vòng loại thứ 3 của World Cup năm 2022. We'll be right back.